Chào các bạn, hãy cùng mình xem bên trong mẫu nhà cấp 4 với diện tích 100m² của nhà anh Thắng tại Tân Châu, Tây Ninh do xây dựng Quang Phúc, tư vấn thiết kế và thi công có gì nhé. Công năng trong ngôi nhà này: một phòng đọc sách, một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Phần móng ngôi nhà là phần móng đơn, mái đồ bằng, phía trên được gia chủ lắp một dàn năng lượng mặt trời nhằm mục đích sử dụng năng lượng sạch. Với lối thiết kế hiện đại, vừa bước từ ngoài cửa vào, chúng ta đã thấy phòng đọc sách, phòng khách và phòng bếp thông nhau. Kiểu thiết kế này sẽ tạo được một không gian rộng rãi thoải mái. Giữa phòng khách và phòng bếp, dùng vách ngăn gỗ là phòng thờ. 3 phòng ngủ được thiết kế phía sau nhà, mỗi phòng tương ứng với 15-20m² rất rộng. Kệ tủ quần áo được thiết kế theo kiểu âm tường sẽ giúp chúng ta tối ưu hóa diện tích và tiết kiệm chi phí rất lớn khi làm nội thất. Tường xung quanh nhà được gia chủ tin dùng gạch AAC, đặc biệt chống nóng, cách âm, cách nhiệt rất tốt, giá cả lại hợp lý. Phần của ngôi nhà được lắp bằng nhôm Sifa bền và đẹp. Phần điện nước của ngôi nhà được lắp đặt bởi hệ điện thông minh. Bên hông nhà được thiết kế một lối đi ra vườn sau của gia chủ, được trồng những hàng trúc quân tử sát tường hoặc dàn hoa đại tướng quân. Phần tường hàng rào có thể làm một dàn dây bã trầu leo tường và nền được trồng cỏ nhung Mỹ, tạo một không gian xanh khi chúng ta đứng từ trong nhà mà nhìn ra ngoài các cửa sổ. Sau nhà có thiết kế một ban trà đạo có thể giúp gia chủ thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Mẫu nhà này được thiết kế theo kiểu phong cách đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần hiện đại, rất thích hợp cho đôi vợ chồng trẻ và hai con, vừa đầy đủ công năng lại tiết kiệm chi phí. Chú ý khi làm nhà này, khi nhà đổ mái bằng, hệ tường sử dụng gạch AAC. Trong quá trình thi công, đơn vị sẽ chú ý về phần chống thấm của ngôi nhà rất kỹ. Nếu bạn yêu thích mẫu nhà này thì hãy inbox cho chúng tôi qua số Zalo 0933325404 để lấy bản vẽ chi tiết về trực tiếp thi công cho mình. Và đừng quên ấn follow cho kênh mình để xem những video mới nhất của mình nhé. Xây dựng Quang Phúc, nhận tư vấn, thiết kế, thi công nhà ở trên toàn quốc. Để có một ngôi nhà đẹp, sang, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0933325404. Xây dựng Quang Phúc, niềm tin của mọi công trình.